bằng là 3 cái 20.000. Nó lộn xộn nha. Dạ, nguyên si luôn á, nguyên si luôn á chị. Trời ơi, bên đây có một cái cô diễn viên múa kìa, quá là đẹp luôn kìa. Những cái trang phục rất là xinh luôn. À, này một hồi xíu mình vào trong mình quay cho bà con xem nha. Ăn bánh phải có người đẹp lộn nữa mới ngon nha. Trời ơi, anh muốn cho người Tây phân biệt rồi kìa. Cái này người ta kêu bằng ăn ở nè. Đây quá thầy ngon. Em gái bằng cái bộ đồ cũng khá là đẹp luôn nè. Đó. Giống như một cái cô người mẫu ha. Hello. Ni hào, ni hào. Dưa leo đâu rồi? Đó, nãy giờ tự nhiên nhảy ra có dưa leo mới được. Đó nè, bây giờ nè cô bây giờ giới thiệu là cô bắt đầu giới thiệu rồi. Đó là giờ đang chỗ tại nè. Đó, rồi giới thiệu leo. Dạ, có tỏi. Dạ, có tỏi nè. Dạ hết. Hết. À, Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn buổi tối nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại phường Châu Phú A thuộc thành phố Châu Đốc. Nơi đây đang diễn ra một hội chợ mắm rất là lớn luôn. Quy tụ hơn 180 gian hàng. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2022. Đây là cái quang cảnh hiện tại phía trong nè. Giờ này thì rất là đông bà con đi vào trước mình nè. Rồi có Tùng Vlog sẽ vào để quay toàn cảnh ngày hội chợ mắm. Phải nói là đây là một cái ngày rất là đặc biệt của thành phố Châu Đốc nha. Sau rất là nhiều tháng ảnh hưởng của dịch Covid thì những cái kích cầu về du lịch đang chuẩn bị ráo riết để đón bà con cô bác về với thành phố Châu Đốc nha. Đây là quang cảnh cái cổng chính đi vào thành phố Châu Đốc nè. Giờ này cũng khá là đông bà con đi luôn nè. Cái cổng chào rất là đẹp luôn. Phía bên kia thì ở bên đường nè, giờ này xe hầu như là chặt kín luôn. Đây, giờ này phía trong cũng khá là đông nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nha để quay quang cảnh phía trong cho bà con xem nè. Đó, đây, cái cổng chào rất là đẹp luôn. Bạn nào chưa bấm đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ cho Cao Tùng Vlog một đăng ký kênh nha. Ở đây là cái câu thủ tục đầu tiên. Trời ơi, có một cô con gái nè. Chào con nha. Giỏi quá ta. Đây, bên đây là cái có một cái gian hàng nè. Rất là nhiều đặc sản của Châu Đốc nha. Trong đó có mà kia nè, rất là nhiều món luôn, đặc biệt là phải là cái món mắm Châu Đốc là nổi tiếng nè, rất là nhiều gian hàng luôn. Nói chung hôm nay là hình như là mắm nhiều. Rất là nhiều luôn, quá nhiều gian hàng luôn. Đúng không? Dạ đúng rồi. À, có dưa leo với cà tím mà. Đây gọi là mắm chưng. Mắm chưng. Mấy bé xinh xinh ha. Có dùng sẵn đó cô, mua về thử đi cô. Hủ gì là có giá bao nhiêu hả chị? Dạ hủ là 50.000. Một hủ là 50.000. Một hủ là 50.000. Mắm chưng. Dạ mắm chưng. Cái này là mình chưng sẵn luôn ha dạ, chị. Dạ sẵn luôn. Dạ. Về khỏi làm thử. Ừ, đó cũng có nhiều hủ lắm kìa. Sáu con số 7 hả? 110.000 có đầy đủ mức giá cho nên. Đây tôm chua giá 100.000. Bảy mươi lăm ngàn.
này móng mà này móng mà móng rỗi vậy. Ủa với chứng nhận luôn hả? Chứng nhận luôn hả chị? Thấy để giá ta. Cái đó là mắm cá linh hả chị? Ờ mắm cá linh. 50.000. Rồi giá cũng dễ mua quá hả chị? Đặc biệt là chỉ có châu đốc thôi nha. Dạ. Này là giá dạ, nguyên si luôn á, nguyên si luôn hả chị? Đó thì ngày mình coi chừng được mấy nồi. Cái này tùy theo em ăn đông đúng rồi. Nữa là 2-3 người ăn chắc. 2-3 người ăn chắc là phân nửa. Cũng được phân nửa. Ăn được 2 lần. Bán cho em, bán cho em một phần nửa. Cái chương trước luôn hả? Có hàng cho chị luôn, quay mấy hũ anh. Có một thôi, một thôi. Rồi em đi về. Em đi về dài vô em muốn hộ nữa. Muốn hộ. Muốn ăn thử không thử. Thử ủng hộ với chị luôn. 50.000 một cái. Ăn thử thì cái này là ăn liền nè. Ăn liền nè. Đi. Mới sáng của em mình nhét ăn liền. 50.000 một hũ. Cá linh nguyên chắc luôn nha. Dạ, cá linh nguyên chắc. Về là mở ra ăn. Ăn liền luôn nha. Cơm ăn liền. Rồi em gửi tiền. Rồi, tạm biệt mấy chị luôn. Đây, trời ơi, bên đây nè. Trời ơi, bên đây có một cái cô biển viên múa nha. Quá là đẹp luôn kìa. Những cái trang phục rất là xinh luôn. À, này, một hồi xíu mình vào trong mình quay cho bà con xem nha. Trời ơi, bữa trong kìa, bà con giờ đi đông quá luôn à. Thực sự là khi mà mình chưa bước vào trong thì cũng hơi vắng vắng, nhưng khi vào trong rồi rất là đắt luôn, rất đông luôn. Hay là móng móng tôm 50.000, có đầy đủ giá cho nên bà con cái sạch 50.000 luôn. Canh linh cao tùng bí lóc đây, móng dưa mắm, bên này dưa mắm 40.000 một hũ. Dưa mắm 140.000. Trời ơi, em gái bận áo bà ba khăn gằn. Quá tàn dễ thương luôn. Đây, em gái ăn mắm. Rồi mình đi tiếp thôi. Em gái đứng hàng thô, mời khách cho em đi. Mời khách vô em. Hello hello. Cho hồi quảng cáo danh dục. Quảng cáo danh dục. Quảng cáo sao đây em? Đâu mình vô quảng cáo coi. Ờ mình vô quảng cáo coi. Mình vô quảng cáo gian hàng mình coi. Đâu quảng cáo anh nghe thử coi, giới thiệu hàng coi. Chào hàng hả? Rồi, rồi chào mua hàng cho em hũ nha. Đúng, em chào hàng đi. Chào hàng làm đi. Sao cho thu hút khách rồi. Trai này mua ủng hộ cho em. Chào hàng, em chào hàng sao mà anh mua ơi. Đó, anh là khách lạ nè, anh khách lạ lại nè. Rồi bắt đầu ra 1 2 3 nè. 1 2 3. Rồi. Ở đây là có nhiều loại mắm, mắm cá sủi. Ờ, cậu này là hình của nó, và sau này có vài cá thu, cá cóc, cá chẽm, cá thái, cá lóc tay, mặt tay. Dạ. Có 120.000 hũ hả anh Cao Tùng ơi? Cá đó là cá gì, cá thu hả? Dạ, cá thu là ở đây nè. Còn cá sủi đây, cậu này là mắm cá cóc, cá chẽm. Còn ở dưới này là cá linh. Đủ rồi mắm chừng ha. Mình có bán mà mắm trộn với đu đủ em. Cái đó là mắm Thái. Đúng rồi. Anh thích cái mắm đó đó, mắm trộn với đu đủ á. Cái đó đặc sản của Châu Đốc mình luôn á. Đu đủ là mình gọi là dưa. Dưa đúng không em? Cái đó mình gọi là mắm Thái đây. Mắm Thái hả? Dạ. Dưa mắm á, anh muốn dưa mắm món dưa mắm á. Anh thích nhất ăn cái món dưa mắm á. Đó là dưa kìa. Đâu, dưa mắm đúng không chị? Dạ đây. Đây, rồi giới thiệu em. mình bán nữa chứ giới thiệu lại chứ. Cái này là dưa mắm phủ nhựa 500g thì giá là 40.000. Dưa leo. Nên là dưa leo hả? Đâu rồi cái cô dưa leo đâu rồi? Đó nãy giờ tự nhiên nhảy ra phải dưa leo mới được. Quảng cáo quá nhiệt tình. Quảng cáo rồi rồi. Lấy cái hũ đó cho. Đi lấy hũ đó cho anh đi. Dạ. Em bây giờ mình phải linh động lên đây. Người mẫu là đúng là mẫu chỉ
đúng rồi. Cái này là dưa leo, là từ dưa leo. Đó đây nè, bây giờ nè cô bây giờ giới thiệu, là cô bắt đầu giới thiệu rồi. Đó bây giờ đang chỗ tại nè. Đó rồi giới thiệu đi em. Dạ mắm phải giống vậy đó chứ Nam. À dưa mắm, dưa leo, đồng từ dưa leo. Có. Dạ có tỏi. Dạ, có tỏi nè. Dạ hết. Hết. Nói vậy chứ lấy cho anh Hữu này đi, anh ủng hộ cho mấy đứa. Bán con Hữu mình mệt mỏi quá. Rồi giờ em kia người ta đi đông kìa. Rồi cho anh gửi tiền. Rồi cho anh gửi tiền nha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Rồi giờ này bà con người ta đi đông nè. Chứ ngoài người ta đi, bà con đi đông quá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha, hai anh em sẽ đi tiếp tục. Bên này có một cái gian hàng nè. Rồi giờ này khá là đông luôn á. Đây mình đi cái trà phẩm. Cái trà phẩm. Dạ, chắc là sản cho nó của mình. Nửa con hay một con chị? Nửa con. Nửa con là 70 ngàn. Dạ. Nửa con 70 ngàn. Cá chà phồng. Dạ, nửa con thì là lắp hết phần xương đó rồi. Dạ, này là xương còn hàng không? Dạ. Đây, quang cảnh phía ngoài nè. Giờ này khá là đông luôn á. Chạy. Đây cái khu bên đây hình như cũng đông đông nè. Có cái khu vực bên đây xíu cho bà con xem nha. Đây muốn bán gì đây? Bây giờ là bán cá chả. Cái này bán cá chả các bà con. Dạ chả thì cả bà xa chút. Chuyện lên coi anh. Cảm ơn chiên cái nào chút. Cái này. Đây chiên trực tiếp tại chỗ luôn nè. Đó, nhìn ngon quá luôn. Anh ơi, anh lòng ghé nè. Ô này cá chả ha em. Ở trên trực tiếp luôn kìa, bên kia có một cái lò vi sóng kìa. Cá chả là má đâu vậy? Rồi giờ mình tiếp tục đi nữa nha. Bây giờ mình đi trong. Đông quá đông luôn rồi. Ôi. Ôi ơi. Ở đây có mấy chiếc xuồng kìa, nhìn đẹp quá đẹp luôn. Cái hoàn cảnh này rất đẹp luôn. Cười lên ơi, 1 2 3 nè, cười lên. Nhìn đẹp quá luôn. Cái điệu cảnh chỗ này cũng khá là đẹp á. Rất là nhiều gian hàng luôn nè. Mình được thông tin là khoảng tầm 180 gian hàng nha bà con. Này bán nước uống. Nước mắm hả? Nước mắm nhỉ? Nước mắm cơm. Bên đây là những cái gian hàng bán xôi. Ồ, xôi này không biết xôi gì ha, anh bước cho mình đây. Không có để tên xôi ha. Mà mình thích cái chỗ trang trí này quá, đẹp quá đẹp.
sử dụng đơn giản như sao trà thông thường, dễ dàng mang theo bên mình và làm thức ăn tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Đây cũng có mấy cái chỗ gian hàng giống giống như là đang của bà con người dân tộc á, đem tay ở đây cái ví ha hả cô? Dạ cái ví, dạ cái này là cái gì? Ồ, có mấy giỏ sách là đẹp quá đẹp rồi. Cái này là cái này là vật liệu này nó đang có cái gì hết chị? Dạ. Dạ. Nhìn ngộ ngộ ha, đây nó nè. Cái nón nữa kìa. Cái này là làm bằng gì hết chị? Cái này chị ship lại được không này nha. Ôi. Cái này gọn gọn ha, bỏ túi á. Phải làm từ lá dừa. Cỏ bàn hả chị? Dạ, cỏ bàn. Giống như chiếu ha. Ôi, có mấy cái đờn nữa kìa. Cái này giống chiếu. Cái quạt. Cái chiếu mà. Đó, quạt luôn. Đây, dép luôn. Đó, dép luôn à. Ờ, bên đây cũng khá là đông nè. Do đó, xã đen còn có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng bệnh ung thư. Cái này giống như là thảo dược á. Cái này nó là thành lập cơ thể chỉ lập cho mình, nó giảm men gan, giảm mỡ trong gan cho mình luôn. Giảm mỡ trong gan. Quá tàn luôn hả? Quá nhiều công dụng luôn em. Để luôn giữ được tính bên trong sợi đen được nguyên chất, đảm bảo cao nhất chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Sử dụng đơn giản như sao trà thông thường, dễ dàng mang theo bên mình. Ủa cái này là gì? Vỏ bưởi sấy nho. Sấy giòn. Anh thử luôn. Hơn nữa, trà sợi đen Thảo Lan đang tiếp cận thị trường Nhật Bản sau khi đạt chứng nhận SAK về tiêu chuẩn hữu cơ. Khi mà uống vào thì có một cái vị thanh thanh nha, rất là dễ chịu ở cổ họng. Rồi, giờ mình sẽ thử mức luôn. Đây, để mức luôn. 0296 5952 Trà sả đen Thảo Anh, đặc sản thường cấm sợi. Cũng ngon không? Cái này ăn luôn. Cái này mứt. Nó bưởi sả giòn. Cái này ăn luôn. Cũng thanh, cũng rất là dễ chịu luôn á. Rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Ăn nữa đi. Thử đi anh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cảm giác thế nào anh? Thử lần nữa anh. Anh thử lần nữa. Nhật Bản sau khi đạt chứng nhận SAK về tiêu chuẩn hữu cơ nông nghiệp của Nhật Bản. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty 752-02965. Ở này về quê An Giang nhiều gặp nhiều người quen với ta. Tại đó có theo dõi luôn. Anh bước chân miền Tây quá nổi tiếng rồi. Bà con khán giả. Cái này cũng khá là đông rồi, bà con phía trong quá đông luôn rồi. Rồi đi qua bên nhà hàng bên đây nha. Quá tàn đông luôn rồi. Đây, bên đây là cái đặc sản của vùng Bảy Núi nè. Chào em gái. Hello. Bánh bò hấp lốt. Em đến từ đâu? Học viện Tịnh Biên hả? Anh tưởng em đến từ Chi Tôn á. Thấy em bán được không? Tự nhiên không có vậy. Thơm quá vậy, em mới nấu luôn hả? Cái này là người ta hấp liền á.
bánh bò hút nốt. Thơm quá luôn rồi, cái mùi hút nốt cực lên. Ngon quá luôn. Quá. Ở, còn cái bên đây là chè hả em? Chè, chè bột liền hả? Chè bột liền. Một cái là bao nhiêu một cái? Đây là một cái 5 ngàn anh. Một cái 5 ngàn hả? Ăn thử tại chỗ luôn đi anh, bước cho mình đây. Ơi, một cái 5 ngàn rồi, mời anh ăn thử, anh ăn hết cái rồi sao lời? Có lời không? Dạ không, cái này bán quảng bá mà. Bán quảng bá à? Có nghĩa là bán vì đam mê đúng không? Cái này em có bán cho quyền. À, bán cho quyền đúng không? Rồi, thôi nói gì chứ bán được 2 cái đi. Dạ. Anh thử trực tiếp ở đây luôn. Rồi rồi. Để ăn thử tại chỗ luôn. Ăn là phải muốn thêm đó. Rồi bây giờ thử trực tiếp tại chỗ luôn nha. Hỏi em gái là ngon em gái? Có điều bệnh ngon em? Thiệt không? Bao ngon. Bao ngon đúng không? Dù anh ăn dở thì sao? Trả lời nha. Anh ăn dở thưởng cho anh ly rượu luôn. Cái gì? Bây giờ có rượu luôn nè. Anh ăn dở thưởng anh một ly rượu luôn. Đâu đâu. Anh không, em đền cho anh một ly rượu. Anh đền anh rượu à. Trời ơi. Bây giờ cái này mà dở thì đền cho anh ly rượu cộng mồi luôn. Dạ rượu cà na. Rượu cà na. Trời ơi. Bây giờ là vừa có món ăn ngon, vừa có mùi đẹp. Rồi. Chắc lấy lên chai rượu này uống tới tối luôn nè. Em lột giùm anh cái. Lột xuống nhẹ nhẹ giùm anh cái. Đây. Ăn bánh mà có người đẹp lột nữa mới ngon nha. Trời ơi. Trời ơi. Anh bước trong người tay phân bì rồi kìa. Phân bì nha, ăn có đẹp lột cho nó kìa. Cái này người ta kêu bằng ăn ở nè. Đây quá tài ngon luôn. Rượu cà na này hình như là đúng rồi, của tình yêu con. Anh uống rồi, ngon quá ngon luôn. Cái đá vô con á. Dạ đúng rồi. Cà na đúng rồi. Chắc là ngon nha. Ngon ngon nhưng mà uống nước nào cũng hay. Hình như ở trong có nước cốt nữa. Dạ dạ có nước cốt. Cái này là đặc biệt nhất của cái bánh nè. Ngon ngon. Quá ngon. Anh Cao Tùng Vlog. Quá ngon. Anh hai anh là Dung hả? Anh là Dương. Ở trên giữa cái bánh của mình có nước cốt. Ngon quá. Làm bánh này giàu không anh, cho em đổi nghề được không? Bánh em không có giàu. Anh muốn đi bán bánh với em nè chứ. Mấy anh làm này giàu không? YouTuber giàu không? Cho em đổi nghề đi. À, em muốn đi học anh luôn rồi. Đi theo được không? Rồi đi. Cái này, cái này, cái này, hai anh là đi dữ lắm đó nghe. Anh đi đổi không? Anh đi đổi không? Anh đi cái bạn đang vui vậy đó. Em làm này cũng đang nữa nhưng mà không có tiền mà mấy anh. Sao em biết mấy anh làm có tiền? Em thử vậy thôi, thì mấy anh thử ra. Thử đúng không? Anh tính đi hỏi bán bánh bò mà đừng muốn đi làm anh luôn. Ngon thiệt. Ngon không? Thật sự rất ngon luôn á. Bà con nào có đi ăn gian hàng này thì nhớ ghé ủng hộ cho mấy em. Sự rất ngon. Đây là chè nè. Rồi đến gửi tiền cho. Quên mà đi luôn thì chết luôn á. Anh ăn em cái, anh ăn thêm một cái nữa đi là có em gái này lột liền nè. Rồi, chúc em xíu đặt hàng nha. Dạ, dạ. Rồi, tạm biệt em. Rồi, tiếp tục nữa. Tiếp tục đi vào những cái gian hàng phía trong nha. Rất là nhiều những cái gian hàng này bán nè, sấy nè. Sấy cái này là sấy nè. Như là có kẹo dừa nữa nè, 35-40 đó, kẹo dừa nè, có giá luôn nè, 40 ngàn. Đây bánh hoa dừa 35 ngàn. Rất nhiều mức giá luôn nè. Hình như là cái gian hàng này bán rất là nhiều những cái kẹo dừa nè. Cái này là mình đến từ đâu hả anh? Bến Tre. Bến Tre đúng không? Thấy vừa vừa là nghi nghi, vừa là nghi, nghi rồi. Vừa là nghi nghi rồi. Có rượu nữa hả? Ngoài An Giang mình hình như có tới tổng cộng là 19 tỉnh hả ta? Dạ. Bao nhiêu tỉnh ta? Ngoài An Giang là có những tỉnh khác
Rất là nhiều tỉnh á, hình như là cũng khoảng 100 mấy chục gian hàng đúng không anh? 180 gian hàng, gần 200. Rồi tạm biệt anh trai luôn. Đây bên kia thì cũng có rất là nhiều những cái gian hàng nữa kìa. Mình đi đông quá mình không biết đi quay cái gian hàng nào luôn. Rất là nhiều những cái gian hàng luôn. Phía trên hình như là có để những cái công ty hoặc là những cái cơ sở sản xuất bánh nè. Ở trong đây thấy có một cái gian hàng này mà con ghé hình như là thấy đông đông nè, không biết là bánh gì đây. Đây hình như là bánh tét á. Dạ dạ chào thầy ngồi cái đồ bánh. Cái này là bánh tét không trai? Dạ đúng rồi ạ. Bánh tét rồi, gói đồ bánh tét nè. Đủ màu luôn nè. Bánh tét này 7 màu luôn nè. Cái đồ bánh tét nè. Màn đét ơi, cái đồ bánh tét này quá tàn luôn rồi. Em có bán ở bánh Cần Thơ không? Dạ có anh. Đúng không? Đúng rồi. Anh nhớ quen quen này 200 ngàn đồng. Hello. Trời ơi, bên kia mấy anh kia mua bánh kìa. Rồi chú mua mấy đồ bánh tét luôn kìa. Chào Vinh hay Sóc Trăng gì nè. Anh trai. Chào Vinh hay Sóc Trăng anh quên rồi. Dạ, chào Vinh. Chào Vinh. Hình như là quá đắt luôn kìa. Nhớ bỏ quay lên hỏi bánh có quay rồi. Đây đây mấy bên đây gian hàng bán hình như là bán rượu nè, rồi mứt nữa. Rồi để mình đi vào phía ngoài đi, quay đây rất là nhiều cái gian hàng phía trên nè, có để công ty rồi những cái cửa hàng bán nè, trên có mấy cái nón lá cũng khá đẹp. Rồi khu vực này không biết bán gì à, bà con ta ghé đông quá tàn luôn nè, không biết gian hàng này nó bán gì nè. Đó là rượu hay gì? Uống mà không biết hả? Là nước ngọt hay là rượu? Cái này không phải, cái này là dâu đúng không? Dâu á, nước dâu. Có cái dòng ép á, nước ép cái gì đó. Sinh tố dâu à. Sinh tố dâu. Ngon. Chua còn ngọt hả? Buông chai đi. Giống giống như sà bâu trong hả? Cái mùi vị á. Nè, nếm thử nè. Sinh tố dầu tây, bên kia có cà để kìa. Sinh tố dầu tây, sinh tố giống giống như rượu ha, bên đây thì rượu ha, rượu dương dương quy hoa kỳ hả, cái này cây hoa kỳ hả, 250 k 900 gram, nửa ký là 250, là một ký là 500 ngàn. Cây dương quy cô bụng kia rồi, mấy cái gian hàng kia hiểu cá là lọc mà con luôn kìa. Ồ cái này giống đinh lăng quá ha anh, không biết trồng tại không biết. Sâm đây nè, ở trên đây có để nè, sâm đương quy 150k một ký. Hay nói là đương quy ở trong kia hình như là có cái đòn ở bên ca múa nhạc nè, bên này thấy đông quá đông luôn nè, ở bên kia có văn nghệ kìa. Không có đâu vậy? Kia thì nhạc khá là lớn, không biết là mình có bị dính bản quyền hay không nữa nè.
kim ngang hoa. Cái này là tăng cường sức đề kháng cho mình. Tăng cường sức đề kháng hả? Giảm đau đầu cho mình luôn à. À cái này rồi uống cái này vô là anh tăng lên rồi phải không? Dạ, cái đó là bảo vệ tế bào gan này, giảm cơn an toàn, không có mình không có ngủ đâu anh, nó dễ ngủ hơn. Bữa nay mới thấy cái nước uống tăng cường sức đề kháng này nè. Cái này thấy sinh lực giảm mạnh à. Bao nhiêu phút nó mới tăng lên rồi. Dạ, mình uống xong là bao lâu là mình mới tăng lên. Dạ, cái đó mình uống khoảng 10-15 phút gì đó. Thiệt không? Dạ, thiệt. Đừng gạt mấy anh nha. Dạ, chết luôn á. Quay 15 phút mà tăng cường sức đề kháng là chết luôn rồi. Dạ, nó vui thôi chứ uống nước này mình thấy rất là mát nha. Dạ. Tại vì có nước đá đúng không? Dạ dạ. Đây em gửi á. Rồi. mười lăm phút là tăng cường sinh lực á. Rồi tạm biệt em trai. Khu vực này thì khá là đông nè, có mấy cái tiếng nhạc thì cũng khá là thích luôn á, tiếng nhạc của bà con dân tộc. Không biết là mình có bị dính bản quyền hay không nữa, tiếng nhạc rất là lớn luôn. Mình muốn quay toàn cảnh cho bà con xem nữa, nhưng mà không biết là khu vực phía trong này mình có dính nhạc hay không nè. Trong này thì rất là đông bà con nè, những cái đạo cụ đang hát nè, khá là thích luôn, nghe rất là dễ chịu luôn á. Đây để mình quay dở lên cho bà con xem nha. Đó. Đây. Mình sẽ qua những cái khu vực phía bên ngân hàng này nha. Khá là đông nè. Bánh tráng trộn. Rất là nhiều cái món bánh tráng trộn luôn nè. Đây phía trong nè. Đây. Đây bánh tráng trộn. Đủ là bánh luôn nè. Trời ơi. Quay vô cái ngân hàng phía trong cho bà con xem nè. Đó, toàn bánh tráng luôn rồi. Này khá là bự á. Chủ loại luôn á. Đây phía ngoài này thì cũng khá là đông nè. Những cái khu vực bên đây là những cái gian hàng ăn uống nè, mình thấy cũng khá là đông luôn á. Rất là nhiều những cái chỗ bàn ăn uống của bà con nè. Ồ, trong gian hàng này là cái gian hàng bán đồ nướng nè, khá là đông luôn. Ở đây bán những cái đồ xiên que nè. Cơm lam nè, ngon quá ngon luôn ha. Cơm lam đây là bên khu bán uống nè, cacao chân châu 15.000 một ly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng có rất là nhiều nhan hàng bán à, này bán rổi, không biết rổi gì nè. Ở trên thì không có để những cái gian hàng bán đồ nha, ở dưới thì có những cái gian hàng bán nè, thực là món rổi. Ở đây hình như là cái gian hàng bán đồ tương, đây là bán đồ tương hả chị? Dạ. Cô bán đồ tương, đồ chay. Bánh tét chay luôn hả cô? Dạ, ngân hàng đồ chai. Bánh tét chai luôn. Rồi, ở trong cái khu vườn này hình như là rất là đông luôn nè, không biết bán cái món gì đây. Nhiều bánh luôn nè, cái này bánh lá mơ em, bánh này bánh lá mơ ha, bánh da lợn cuộn, dạ. Bánh bò, bánh bò, bánh bò, bánh lá này bán sao vậy? Phần bánh đúc nè, quá toàn bánh luôn, ở đây thêm được bánh luôn nha. Như là bên đây bán bánh đúc thì khá là nhiều quá. Bánh bánh đâu ngoài khu vực này bánh quá bánh đâu rồi. Bánh chuối hả? Khá nhiều. Và cái 20.000. Bánh đúc nè. Đó, này giống giống như bánh ức chằn, bánh ức chằn nha chị. Này bánh bò. Bữa nào cũng coi chưa á. Dạ. Rồi đây mấy cô. Nhớ không? Nhớ biết không? Biết chưa? Subscribe 2 kênh. Rồi, cảm ơn gia đình luôn nha. Gõ tàn rồi, đứng ngoài luôn á. Phái rồi, gõ tàn rồi. Đây, gõ tàn bánh luôn rồi. Em gái. Bánh này bánh gì đã lạ? Bánh chuối nướng. Bánh chuối nướng hả? Kìa bên kia đó. Rồi. Một phần là bao nhiêu cái? 3 cái. Một phần là 3 cái, 20.000. Nó có thể lấy lộn xộn. Lộn xộn ha. Gian hàng không biết là bán bánh gì của bà con người Chăm nè, có những cái trang phục rất là đẹp luôn nè. Thật sự là rất là đẹp luôn, trang phục của bà con người Chăm. Rất là đẹp luôn. Thank you.
đẹp luôn. Sự là rất là đẹp luôn. Những cái trang phục của bà con người người Chăm nha. Rất là đẹp. Trời ơi, mới có đưa camera vô cúp điện luôn rồi. Đây, bên đây có một cái gian hàng nguyên một cái gọi là cái xuồng bánh luôn nè. Quá đẹp luôn. Hello anh trai. Rồi, cho anh vô đây quay được không? Được. Ở trong đây có mấy cái tiểu cảnh này cũng khá là đẹp nè. Đó, trong này nè, có một cái tiểu cảnh nè. Bên kia có một cái đồ bánh xét được treo lên nè, cũng khá là đẹp luôn á. Đây, ở đây có một cái tiểu cảnh khá là đẹp luôn nè, rất là dễ cho các bạn chụp ảnh nha, rất là đẹp luôn. Đây, ở bên đây là mấy cái gian hàng. Ở bên đây có một cái khu ẩm thực người Hoa nè, cũng khá là đẹp luôn á. Đây này, như là bánh gì nè, bánh bao. Bánh bao, xong bổ lượng. Ở trong đây có cái này há cảo nha em. Dạ, không phải há cảo, chiều mở há cảo. Cái này là há cảo. Đây, trong đây há cảo nè. Rồi. Ở bên trong kia có mấy cái tiểu cảnh khá là đẹp luôn á. Đây rồi em trai này bạn cái trang phục quá đẹp luôn. Đây mình gian hàng mình đến từ đâu hả em trai? Dạ em đến từ Châu Phong ạ. Châu Phong. Ở Châu Phong có An Giang luôn hả? Dạ có. Châu Phong của An Giang phải không? Dạ đúng rồi. Rồi quê mình luôn. Dạ, ơi. Đây bên đây có em gái bằng cái bộ đồ cũng khá là đẹp luôn nè. Đó. Giống như một cái cô người mẫu ha. Hello. Ni hào, ni hào. Đây bên đây có mấy cái tiểu cảnh khá là đẹp nè. Có một cái đây, ở trong đây có một cái gian hàng bánh nè, không biết là bánh gì ta. Bánh này là bánh gì em? Bánh này là bánh gì? Takoyaki á anh. Takoyaki hả? Này, ồ có tôm nữa. Có tôm nữa em. Một phần như vậy là bao nhiêu tiền? 25.000 hả? Nhìn ngon quá luôn ha. Rồi có tôm nữa em. Rồi có tôm nha. Hết mà kể tôm hả? Ồ nhìn khá là ngon luôn á. Quá đắt luôn rồi, quá không kịp luôn. Rồi mình tiếp tục đi những cái gian hàng khác nữa nha. Trong đây cũng có mấy cái gian hàng đó nè. Đây bên gian hàng bán bánh tráng trộn nè. Gian hàng bán bánh tráng trộn nha. Tầm khoảng gần 8 giờ bà con đi càng ngày càng đông hơn luôn. Bên đây rất là nhiều cái gian hàng bán nè. Bên đây là tinh dầu thiên nhiên. Không đắt lắm, tinh dầu thiên nhiên anh chị ơi. Đủ
có gian hàng bán đâu. Thanh lọc muốn sách người mà bên đây thì cũng còn khá là đông luôn nè, đây rất là nhiều gian hàng luôn. Bên đây bán khô 500.000, cơm bạc 600.000, rồi đầy đủ mức giá cho em gái. Này thì 460, nhỏ nhỏ hơn xíu đúng không? Bên này 850, đây 420, đúng giá chân luôn nè. Đây, gian hàng mình đến từ đâu em? Dạ, Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Đợt trước mình có bán ở dưới Cần Thơ không? Hình như anh nhớ em có bán dưới Cần Thơ đó đúng không? Có, với lại đợt trước cũng có bán ở đây luôn. Năm rồi hả? Dạ, rồi chúc em gái mua mai bán đắt luôn nha. Bán toàn những gian hàng bán đồ nè. Đây đây bán khô. Rất là nhiều những cái gian hàng bán mắm nè. Đa phần là bà con bán mắm thì nhiều. Rồi mình trở lại cái khu vực bên phía bên trái nãy mình chưa đi nha. Rồi cuối cùng thì Cao Tùng Vlog cũng đi hết được cái khu ẩm thực mắm rồi, cái khu của bà con người Hoa là cuối cùng rồi. Rồi đến đây thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video đây nha. Chúc cả nhà xem clip thật là vui và nhớ đừng quên để lại một đăng ký cho Cao Tùng Vlog để đón xem những video tiếp theo. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.